Hạo Nhiên Pháp Thiên, Diệt Tướng Phật, lai về Phật độ duyên cho chúng sinh, diệt trừ các bám chấp vào hình tướng, xả ly các chấp tướng, nhìn thấu triệt được muôn vạn loại sinh linh, đều có một tính chung là hư không tịch tỉnh. Đệ Pháp Phật là vị Phật đưa các pháp phương tiện của chư vị, từ hữu hình cho đến vô vi, có khả năng giúp chúng sinh phủ sạch phiền não, tinh tấn tu tập theo thứ tự, trình tự nhất định từ dễ đến khó, sao cho phù hợp với trình độ tinh tấn, ngộ tính và thiện hành của chúng sinh, hồi hướng tu tâm dưỡng tánh. Diệt oan Phật là vị Phật độ duyên cho chúng sinh bằng cách tiêu trừ các oan khiên, nghiệt chướng bủa vây chúng sinh không đúng với luật nhân quả, giúp cho chúng sinh ấy được phủ sạch phiền não của nhân duyên mới xuất hiện trên bước đường tinh tấn của mình. Sát quái Phật là vị Phật độ duyên cho chúng sinh bằng cách cho họ thấu triệt được các chướng ngại, chấp chướng, tà tâm của bản thân, từ đó họ có hướng xả ly, tự mình phủ sạch các phiền não của mình mà giải thoát vậy. Định quả Phật là vị Phật độ duyên cho chúng sinh bằng cách giúp họ xác định được quả vị của mình, giá trị tồn tại của mình sau khi đã trải qua các kiếp sinh thống khổ trong tam giới. Thành tâm Phật là vị Phật độ duyên cho chúng sinh để khởi tâm tu tập, có sự chân thành, thật tâm muốn thực hiện, tinh tấn trên bước đường trở về cội đạo của chúng sinh. Diệt khổ Phật là vị Phật độ duyên cho chúng sinh bằng phương thức giúp họ nhận thức được nguồn gốc của sự khổ, làm sao mà khổ, rồi từ đó họ quyết tâm giải quyết tận gốc sự khổ ấy để tự mình giải thoát, đạt quả chánh giác, an lạc. Kiên trì Phật là vị Phật độ duyên cho chúng sinh có sự kiên trì, bền chí, quyết tâm tinh tấn trên bước đường trở về cội đạo. Vị ấy giúp đỡ họ chấm bị thoái hóa tâm, vững bước trên con đường tinh tấn mà mình đã quyết tâm đi. Cứu khổ Phật là vị Phật cứu độ chúng sinh thoát khỏi sự khổ não quá mức chịu đựng, dẫn đến khả năng nghĩ quẩn tự tuyệt tận thân mạng của mình, hoặc bỏ tu do quá chán ngán sự khổ trên bước đường tu tập. Việc cứu khổ này giúp cho chúng sinh ấy có thêm tia hy vọng, niềm tin vào đạo Pháp trước những khổ nạn trong quá trình tu tập. Xá tội Phật là vị Phật độ duyên cho chúng sinh bằng phương thức giúp họ xả ly các chấp niệm về tội lỗi mà họ đã gây ra cho kẻ khác hoặc kẻ khác gây đến cho họ. Nhờ về việc xả ly xá tội này mà chúng sinh có thể tự tha thứ cho những người gây khổ não cho mình, tha thứ được tội lỗi của chính mình khi đã sám hối, nhận thức rõ các nhân duyên nghiệp quả thiện và bất thiện mà mình đã tạo tác trong tam giới. Giải thể Phật là vị Phật giúp hóa giải tiêu trừ chấp niệm của chúng sinh vào các hình thức tập hợp đầy sự khổ. Chấp niệm của việc sống chung là khổ, làm việc chung là khổ, chấp niệm vào việc cộng nghiệp là khổ, chấp niệm vào việc chân hồn và thể xác còn mối dây liên kết, khi thể xác phân hủy là khổ. Các sự khổ bởi những mối dây liên kết phiền não như thế đều sẽ được tiêu trừ khi chúng sinh nhận thức rõ về vô thường. Duyên là tự nhiên, là giả tạm. Duyên là tự nhiên, là giả tạm. Không cần bám chấp vào chữ duyên vô thường như thế. Chuẩn đề Bồ Tát là vị Phật xuất hiện từ thuở khởi nguyên tam giới. Người là một hóa thân từ ý nguyện thiện hành, độ duyên cho chúng sinh gìn giữ giới luật để tu tập đúng chân pháp của Đức Nhiên Đăng Cổ Phật. Phổ Hiền Bồ Tát là vị Phật xuất hiện từ thuở khởi nguyên tam giới, người là hóa thân từ lòng từ ái của Đức Diêu Trì Kim Mẫu, khi phát tâm độ duyên cho chúng sinh biết được lẽ thiện ác, thường hành những điều thiện lương, giúp chúng sinh trở nên tận thiện tận mỹ trên bước đường tu tập dưỡng tánh trở về cội đạo.